Hôm nay Thường sẽ học bài X quang xương khớp. Rồi tuần sau sẽ học bài hình ảnh tim mạch ha, hình ảnh X quang tim mạch. Rồi, nội dung của bài học hôm nay là gồm có 4 phần. Thứ nhất mình sẽ nói về các kỹ thuật thăm khám hệ vận động xương khớp. Thứ hai là giải phẫu hình ảnh sơ lược của hệ vận động. Thứ ba là các triệu chứng X quang cơ bản của xương khớp. Và cuối cùng, lần từ những triệu chứng X quang cơ bản đó thì mình sẽ có phân tích phần bệnh lý. Rồi, các kỹ thuật thăm khám hệ vận động thì mình biết là cũng như các cơ quan khác thì sẽ có là X quang, siêu âm, các lớp vi tính, cộng hưởng từ và xạ hình xương. Trong đó thì cái kỹ thuật mà gọi là phổ biến nhất thì chính là X quang quy ước. Như các em thấy là cái hình bên hình này đây là đang là một cái hình X quang vùng chậu ha. X quang nó được sử dụng nhiều trong chẩn đoán bệnh lý xương khớp bởi vì đây là một kỹ thuật nó đơn giản, dễ thực hiện và hầu như là mọi cái cơ sở phòng khám y tế nào đó, nó cũng đều có cái máy X quang, nên là việc chụp X quang xương khớp rất là phổ biến. Thứ hai là nó sẽ giúp ban đầu mình sẽ được đánh giá sơ lược được trước khi mình sử dụng những cái kỹ thuật chuyên sâu hơn. Khi mà chụp một X quang mà nghi ngờ gãy xương á, hoặc là đã xác định là gãy xương rồi á, thì mình nên nhớ đến cái quy luật số 2. Đối với X quang xương bị gãy, đó là thứ nhất là mình cần phải chụp cái cơ quan tổn thương nó trên hai mặt phẳng, có nghĩa là phim thẳng và phim nghiêng ha. Đây như các em thấy cái hình này là phim gì? Đây là hình xương cẳng chân trái ha, cẳng chân bên trái, và phim này là phim phim thẳng. Một số trường hợp gãy xương đó, trên một mặt phẳng mình không có thấy được đường gãy. Nếu mình chụp thêm một mặt phẳng thứ hai nữa thì mình sẽ thấy rõ được cái đường gãy hơn. Quy luật thứ hai đó là phải chụp được, lấy được cái khớp phía trên và phía dưới của cái đoạn xương bị gãy đó. Bởi vì khi mình gãy xương đó, thì cái khớp nó cũng sẽ bị tổn thương thêm, có thể là sẽ bị trật khớp. Sẽ cần chụp X quang xương đó ít nhất là 2 lần. Một lần trước khi điều trị và lần sau khi điều trị, ví dụ có kết hợp xương để xác định đã bệnh nhân đã được điều trị như thế nào rồi và theo dõi cái xương nó lành tiến triển như thế nào. Và trong một số trường hợp thì mình không thấy được cái bất thường hoặc là khó nhận biết được tổn thương thì mình cần phải chụp hai bên để đối chiếu. Có nghĩa là đây là chụp cái chân trái rồi, đôi lúc mình phải chụp thêm một cái xương bên phải nữa. Rồi về siêu âm xương khớp thì mình biết xương nó là vật cản âm, nên là khi mà chùm tia siêu âm nó đi tới xương này thì nó sẽ không có cho được cái hình ảnh phía sau nữa, nên mình sẽ không có đánh giá được cái xương. Thường là siêu âm được dùng cho các bộ phận mô mềm, ví dụ như là khớp. Siêu âm thì nó cũng phổ biến giống như X quang vậy đó, nhưng mà nó thường được dùng để chẩn đoán các bệnh về khớp hơn chứ không phải là xương. Ví dụ như là tụ dịch khớp, đứt các dây chằng hoặc là rách cơ. Và cái nữa là siêu âm nó thì đòi hỏi người thực hiện là bác sĩ là phải có tay nghề ha. Rồi, kỹ thuật thứ ba đó là các lớp vi tính. Các lớp vi tính xương thì nó sẽ đánh giá được nhiều xương cùng một lúc ha. Và nó cũng là chuyên sâu hơn so với lại X Cái thứ tư là cái cộng hưởng từ. Thì đây là một kỹ thuật rất là tiên tiến. Và nó thường có gì? Nó có giá trị về việc đánh giá các tổn thương mô mềm. Mô mềm giống ví dụ như là cũng là khớp. Hoặc là ở đây là mình sẽ thấy hình ảnh rõ của các đĩa đệm. Có thể đẹp, còn đây là xương.
Nếu như muốn khảo sát về xương thì thường chụp CT, X-quang. Còn nếu muốn khảo sát về mô mềm, về các dây thần kinh, ống tủy, thì mình sẽ ưu tiên chụp về cộng hưởng từ, xương khớp hơn. Rồi cái cuối cùng là cái xạ hình xương, kỹ thuật xạ hình xương. Thì giúp phát hiện, đánh giá trong cái ung thư di căn xương. Rồi qua phần thứ hai là giải phẫu hình mà chủ yếu ở đây mình sẽ nói về giải phẫu X-quang xương ha. Rồi thì về phương diện giải phẫu thì mình biết là xương nó được chia thành là xương dài, như là các xương chi, là xương đùi, xương cẳng tay, xương cánh tay, xương cẳng chân. Và như là thứ hai là xương ngắn và xương dẹt, ví dụ như là các xương xương bàn, xương ngón, xương đốt sống, xương chậu, xương gót, và xương xương chậu là xương xương gì, xương dẹt ha. Xương đốt sống cũng là xương xương ngắn hoặc là xương dẹt ha. Xương sọ, xương vòm sọ là xương xương dẹt, xương bả vai cũng là một cái xương xương dẹt ha. Rồi đây là cái hình ảnh xương, hình ảnh khớp, đây là khớp gối ha, đúng không? Khớp gối thì theo các em cái hình, đây là hình bên trái và hình bên phải. Hình nào là của người lớn, hình nào là hình xương của người lớn, các bạn có thể gõ vào chat thì bên trái hay bên phải. Mấy bạn, mấy em gõ câu trả lời số bên trái hay bên phải à? Cái nào là xương người lớn theo các em? Rồi hiện tại có hai bạn trả lời bên trái là người lớn. Rồi thấy các em vì sao, vì sao bên trái là người lớn? Vì sao bên trái là người lớn? Rồi, có một bạn trả lời bên phải có sụn tiếp hợp. Đúng rồi, cái sụn tiếp hợp có thể gọi là sụn tăng trưởng ha. Thì nó chỉ có ở lớn tuổi là chưa trưởng thành đầy đủ ha, hoặc là ở cái tuổi là thiếu nhi ha, hoặc là con nít. Rồi đây là một cái cấu trúc hình X quang của xương xương trẻ em. Thì nó sẽ gồm có cái phần thứ nhất là mình sẽ có là đây là cái đầu xương. Hình ảnh này là đầu xương, hay còn gọi là epiphysis. Thấy chữ epiphysis là đầu xương. Rồi cái phần xương mà nó nhô ra tiếp hợp với đầu xương, nối giữa đầu xương và thân xương gọi là hành xương, hay còn gọi là metaphysis này. Ở đây là metaphysis. Hành xương thì nó nhô ra như củ hành vậy đó, các bạn nhớ như vậy, hành xương. Rồi cái đoạn này, đoạn dài nhất là đoạn thân xương, hay còn gọi là diaphysis ha. Ở đây mình sẽ có cái này là cái sụn tiếp hợp. Mình biết là sụn nó có cấu trúc nó không có cứng, không có cứng như xương ha. Thì nó đậm độ của nó trên X quang là mình sẽ không có thấy được như là xương, nên là nó sẽ là một cái đường gì, một đường màu đen thấu qua như vậy. Cái sụn nó sẽ màu đen thấu qua, nên là ở đây nó là cái sụn, đây là mới là sụn tiếp hợp. Đây sụn tiếp hợp, đây tiếng Anh của nó là physis, thuật ngữ tiếng Anh của nó là physis. Rồi ở thân xương thì nó chúng ta sẽ có là cái khoang tủy, trong cùng là khoang tứ tủy, tủy xương. Ở đây tiếng Anh là medullary cavity. Rồi vỏ xương, mình thấy cái phần đặt màu trắng này này, ở đây là màu trắng thì đó là cái vỏ xương cortex ha. Và cuối cùng là cái phần màng xương ở phía ngoài này, thường là trên X-quang mình sẽ không có thấy được cái phần màng xương đâu mấy em ha,
màng xương nó cũng giống như sụn tiết hợp vậy, mình sẽ không thấy được mà mình phán đoán là nó có cái màng xương ở ngoài. Periosteum ha. Đây cũng là một cái x-quang của xương, xương trẻ em. X-quang này khớp gối mà chụp này là chụp nghiêng ha, mặt phẳng này mặt phẳng nghiêng. Còn cái hình bước này là mặt phẳng là chụp phim xương thẳng. Đây là chụp khớp gối nghiêng. Rồi thì đây mình sẽ có grow plate là cái physics hồi nãy đó, là cái sụn tiếp hợp đó, hoặc là sụn tăng trưởng. Đây. Đây mình sẽ thấy cái đường màu đen á, đường sáng ở thấu quang ở trên phim X-quang. Đây cũng vậy, phía dưới này đây. Đây là thăng xương. Đây là cái epiphysis là đầu xương, metaphysis là cái hành xương. Sesamoid, ở đây sesamoid là cái gì mấy em? Sesamoid là cái gì? Và ở đây là mình có chữ apophysis là cái gì? Biết không? Nhớ không? Sesamoid ở đây là sesamoid ở đây là cái gì? Sesamoid là cái xương bánh chè ha. Tiếng Anh của nó là xương vừng ha, nhưng mà ở đây là xương bánh chè. Xương vừng có nhiều xương lắm. Đây là xương bánh chè là một loại xương vừng. Còn ở đây là cái máu. Apophysis là cái máu xương nó nhô ra. Mà ở xương chày thì đây là gọi là cái lồi cũ chày. Đây là cấu trúc của một cái xương xương gì? Nhìn hình này có biết xương gì không? Mấy bạn gõ chat thử. Trả lời mình biết đây là xương gì? Vị trí nào? Đúng rồi. Đây là bàn tay. Mà đây là rõ là xương xương bàn ha. Xương bàn. Thì đây cũng một cái xương ngắn và nó sẽ có những cái việc những cái phần như là nhất là thấy là cái chõm xương. Phần nối giữa thân và chõm được gọi là cái cổ cổ xương. Đây là thân xương và cuối cùng là phần phần này hoặc là phần đáy. Phần này hoặc là phần đáy xương. Đây là mình có hai cái khớp. Thứ nhất là cái khớp này là khớp khớp bàn và khớp bàn ngón. Xương ngón tay ở phía trên thì đây là khớp bàn ngón. Còn cái khớp này là khớp giữa xương bàn và cái chùm xương cổ tay dưới này thì gọi là khớp bàn cổ. Đây là một cái hình ảnh khớp khớp gối. Thì nhìn vào đây mình sẽ thấy được đây là cái khe khớp. Khe khớp này nó có chứa sụn. Sụn gì? Ở đây mình sẽ có cái màu đỏ này là cái sụn đầu xương. Sụn đầu xương. Và cái màu xanh này là cái tấm sụn sụn menis hay còn gọi là sụn chêm á. Các em học giải phẫu thì nhớ sụn này là sụn chêm. Do là sụn nên là nó sẽ không có cảm quan nên là trên X quang mình sẽ không có thấy được nó, mình sẽ thấy màu đen như vậy thôi. Ngoài ra mình sẽ thấy là gì? Những cái màu đậm độ nó cao hơn màu trắng này nè. Thì đây là những cái dây chằng hoặc là những cái mô mềm của khớp khớp gối. Rồi nếu như các em nhớ lại thì về đọc X quang xương á, mình sẽ có bốn cái thang đậm độ cơ bản ha. Nhớ không? Bốn thang màu đậm độ cơ bản là gì? Màu đen nè, nhớ không? Màu đen là gì? Màu tiếp theo là màu xám đen nè, màu này là màu xám trắng và cuối cùng là màu trắng nhất là cái gì? Các bạn nhớ không? Là mình nói luôn nha, màu đen này là không khí này, khí này. Cái này là màu xám đen là phần mỡ này, mỡ chủ yếu là mỡ dưới da này. Còn màu xám trắng này là phần mô mềm hoặc là dịch, nhưng mà đây không phải dịch mà đây là cơ, mô mềm mà là cơ. Rồi cuối cùng là cái phần trắng, màu trắng này là phần của xương. Đây là bốn đậm độ cơ bản của X quang xương, các bạn nhớ không? Ngoài ra mình có cái màu sáng trắng nhất đó thì
chính xác nhất là của kim loại thì mình sẽ không có nói vào đây. Rồi, đánh giá các độ rộng hẹp của khe khớp. Mình nhìn thấy đây, đây là những cái khe khớp. Nhìn vào đây mình so sánh sao? Mình thấy này nó bị hẹp nhỉ, cái khớp này nó bị hẹp so với những cái khe khớp khác đó. Nó bình thường, còn đây là nó không có bình thường. Mình thấy nó bị hẹp. Ngoài ra nó sao? Nó còn có những cái cấu trúc mà nhọn mọc ra này này. Ở đây được gọi là cái những cái gai xương. Rồi, các bạn xem thử. Ở đây có cái nào bất thường ở trên cái phim X-quang này không? Cái gì bất thường không? Cái khe khớp á, cái khe khớp có gì bất thường không? Khớp nào bất thường em? Đây là xương bất thường không? Nhưng mà gõ chát hay rồi khớp ngón giữa các bạn, khớp ngón giữa, khớp ngón giữa, bàn ngón giữa, khớp bàn ngón giữa, rồi nói chung là các bạn cũng được thấy được cái ở đây có một cái khớp này nó không có được sao, nó không có được đúng vị trí nha. Nói chung là nó không còn thẳng hàng nữa so với lại bình thường, có thể các khớp khác nó phải thẳng hàng hay có một cái trục, đây nó bị lệch trục rồi, thì đây là một cái trật khớp, và khớp này là khớp bàn đúng rồi đấy, nhưng mà bằng chân nha, đây là cái xương xương bàn, đây là xương ngón, mình có ngón này là ngón một, ngón hai, ngón ba, xương ngón một, ngón hai, ngón ba, đánh bằng số thứ tự, xin lỗi em, cái số là số số 0, 1, 2, 3, 4 như bình thường mình viết đó. Còn cái này á, ngón này á, thì mình sẽ đánh là số 1, 2, 3, 4, 5 là theo số La Mã ha. Nên là các em sẽ lưu ý. Đây là khớp này là khớp bàn và ngón là đúng rồi ha. Khớp bàn ngón của ngón thứ ba bàn chân. Một số trường hợp thì mình sẽ thấy nó trật khớp nhưng mà mình nhìn chưa có quen mình sẽ không có biết được nó có trật khớp. Ví dụ như đây trường hợp này mình sẽ thấy đây là một trường hợp trật khớp cùng vai đòn ha. Khi mà cái đường thẳng của mặt dưới của cái khớp cùng vai, của xương cùng vai và đường thẳng giữa cái mặt dưới của cái xương đòn nó không nằm trên một đường thẳng nữa, thì đây trường hợp này nó là bị cái mõm cùng vai xuống dưới ha. Nên là những cái trường hợp này khó thì mình cần phải chụp hai bên, mình phải chụp so sánh với lại phía bên phải nữa, bên trái nữa để mình so sánh. Rồi thế các bạn, đây là một cái trường hợp gì, có phải gãy xương không? À, thì đây là một cái khớp, đây là cái khớp khuỷu ha, khớp khuỷu, và mình sẽ thấy nó không có sao? Mình các bạn phải biết cái giải phẫu bình thường của khớp khuỷu nó như thế nào thì mình có biết được cái khớp này nó không có đúng vị trí nữa, cái chõm xương này nó không nằm đúng trong cái hố khuỷu ha. Như vậy đây là một cái trường hợp trật khớp khuỷu. Đây là cái khớp khuỷu bình thường và đây là một cái trường hợp trật khớp khuỷu. Thế các bạn, cái này là trật khớp khuỷu ra trước hay là ra sau?
Rồi mới có một bạn nói là sau, đặt nó sau. Các bạn khác có ý kiến không? Các bạn khác có ý kiến không hả? Rồi, mời em Nguyễn Tiến Thuật hả? Em có thể giải thích vì sao em lại chọn là đặt tết ra sao không? Đặt tết kiểu ra sao không? Có em Nguyễn Tiến Thuật không? Dạ có Em nói đi em. Hay là em không có biết phải thì do vị trí đặt ra sao, là do cái vị trí đặt so với cái gốc xương cần cơ thể. à, đúng rồi em. Bạn nói đúng rồi. Ở đây mình sẽ chọn một cái vị trí nó làm gốc ha. Thì mình sẽ chọn những cái xương nào nó gần với lại cơ thể, gần với vị trí trung tâm của cơ thể hơn. Thì mình thấy đây là cái xương gì? Xương cánh tay. Còn phía dưới là xương cẳng tay. Xương cẳng tay và xương cánh tay thì xương nào gần cơ thể, gần phía trung tâm của cơ thể hơn thì đó là xương cánh tay, thì mình sẽ chọn cái xương cánh tay làm cái vị trí gốc. Do đó mình thấy cái xương cẳng tay nó chặt, nó nằm ra phía sau so với xương cánh tay. Thì nên là mình sẽ nói là đây là cái khớp biểu nó bị chặt ra sau. Rồi, trong bài giảng này mình có cung cấp một số slide nói về các chi tiết giải phẫu của các xương ha, của các xương trong cơ thể mình trên cái phim X-quang thì sẽ như thế nào, những cái từ ngữ này các em về nghiên cứu ha, và hình ảnh này các em cũng nghiên cứu, bởi vì các slide này nó cũng rất là chi tiết rồi. Ví dụ như ở đây mình có ghi chú cho các bạn thẳng luôn đó là metacarpal là xương bàn tay hay xương bàn ha, nó xương bàn ha. Ở đây có các xương đốt ngón gần, giữa và xa. Rồi, ví dụ như ở đây mình sẽ thấy nè, cái xương này là xương đốt, xương ngón nha, xương đốt ngón này, ba xương đốt ngón, mẫu cái ngón này có ba cái xương đốt ngón. Thì cái nào là xương ngón gần, xương ngón giữa và xương ngón xa? Thì như hồi nãy mình nói là cái nào nó gần với cơ thể mình nhất á, mình phải lấy cái vị trí trung tâm của cơ thể mình làm gốc, thì cái nào gần thì đó là xương đốt gần ha. Đây là gần, đây là xương đốt giữa và xương đốt ngón xa. Tương tự ở đây mình cũng sẽ có cái khớp, khớp giữa hai cái xương đốt ngón được gọi là khớp giang ngón, khớp giang giang ngón thôi. Ở đây xin lỗi em, mình ghi giang đốt rồi sai, mình ghi là khớp giang ngón nha, khớp giang ngón. Thì ở đây có hai cái khớp giang ngón, thì đây là sẽ là khớp giang ngón xa và đây là khớp giang ngón gần ha. Ở đây thì khớp này là khớp khớp bàn ngón rồi, giữa xương xương ngón và xương bàn ha. Tương tự đây là phim chụp X-quang về phim cổ tay, các bạn về nghiên cứu những cái tám xương cổ tay hay tám xương trong cái xương khối xương cổ tay. Đây mình có ghi nè, trên phim nghiêng nó sẽ khó hơn thì các bạn cũng phải nghiên cứu luôn nha. Rồi đến cái khuỷu tay thì các bạn về nghiên cứu lại giải phẫu, những cái chi tiết giải phẫu ví dụ như là rồng rọc, mõm vẹt, mõm khuỷu, xương cánh tay chậm con và những cái khuyết ha. Trên phim nghiêng cũng vậy. Rồi đây là cái xương vai, xương vai thì các bạn xem ở trên xương vai, à cái khớp vai, phim chụp X-quang khớp vai thì có những cái chi tiết nào các bạn về xem, mình cũng đã có đi nghiên cứu lại cho các bạn. Xương chậu rồi khớp gối, rất là nhiều cái chi tiết giải phẫu nhưng mà cũng đơn giản thôi vì mình đã học rồi. Những khớp gối phim nghiêng cũng vậy. Rồi về xương bàn chân có những cái xương này cũng đã ghi sẵn cho các bạn, đánh số sẵn cho các bạn luôn. Về khớp cổ chân có những cái xương nào, phim nghiêng nữa ha, mình thấy phim nghiêng rồi. Như vậy xong cái phần giải phẫu hình ảnh rồi, mình qua cái triệu chứng X-quang cơ bản, phần 3 là triệu chứng X-quang cơ bản nha. Rồi
Triệu chứng X-quang cơ bản thì mình sẽ gồm có hai phần là tổn thương xương và tổn thương khớp. Bây giờ về cái tổn thương xương á, thì mình sẽ nói về cái thay đổi cấu trúc của xương, và thứ hai là thay đổi hình dạng của xương. Còn bên khớp thì mình sẽ có những cái hình ảnh như hẹp hay khớp, rộng hay khớp, hình phía xương và gai xương là như thế nào. Bây giờ thay đổi cấu trúc xương nha. Đây là một cái hình ảnh xương gì đây, mình thấy cái xương này và đây là cái khớp gối ha. Rồi tương tự đây cũng vậy, thì các bạn nhìn thấy cũng đã biết được cái bên nào bình thường, bên nào bất thường ha. Nhưng mà bên nào, cái bên bất thường đó là như thế nào? Mình thấy cái hình đầu tiên này là hình bình thường này, cái hình này hình bất thường như thế nào? Cái hình này là một mô tả một cái hình ảnh loãng xương, trong đó mình sẽ thấy cái mật độ xương nó giảm hơn so với bình thường, nên là gây ra cái hình ảnh sao, mình sẽ thấy màu đen nó nhiều hơn so với bình thường, đen hơn so với trắng, bình thường với trắng đây nó đen đen mà gần với lớp mỡ luôn không? Còn trong khi đen ở đây mình thấy màu trắng hơn so với lại cơ này. À, mình sẽ thấy cái vỏ xương đó, nó mỏng hơn, các thớ xương nó sẽ xốp mảnh và thưa. Và nguyên nhân của loãng xương thì có nguyên nhân khu trú và nguyên nhân toàn thân ha. Thì nguyên nhân khu trú có thể là do viêm, do u gây loãng xương. Lan tỏa thì có thể là do bệnh lý hệ thống. Trong cái nguyên nhân khu trú thường viêm u thì có thể là do bệnh nhân bị viêm nên là bệnh nhân ít hoạt động cái khớp đó, thì lâu ngày khớp nó sẽ bị loãng xương, cái xương quanh của khớp nó sẽ bị loãng xương. Rồi những nguyên nhân bệnh lý hệ thống ví dụ như là rối loạn chuyển hóa, như vậy như bị còi xương, bệnh nhân bị thính chắc, bệnh nhân bị cường cảm giác, hoặc là những bệnh nhân mà bất động lâu ngày ha, thì nó cũng sẽ gây loãng xương nha. Rồi đây mình thấy cái hình này, cái xương bàn tay á, cái khối xương cổ tay đó nó giảm đậm độ hơn so với bên này, ở đây có hiện tượng loãng xương. Một cái thay đổi cấu trúc xương nữa là hình tiêu xương hay là hình khuyết xương, thì nó cũng là cái hình đen trên xương đó, nhưng mà nó không phải là giống như loãng xương mà nó là mất cấu trúc xương tại một vùng luôn, chứ không phải là chỉ giảm thôi. Và khi mình đọc cái hình tiêu xương, mình phải chú ý cái hai đặc điểm quan trọng của cái tổn thương tiêu xương đó. Thứ nhất, cái bờ của hình ảnh tiêu xương đó, bờ đó là rõ hay là mờ, có đều không, bờ đều không hay là bờ nham nhở. Nếu như bờ rõ đều thì nó là một cái tổn thương nó có khả năng lành tính hơn so với bờ mờ mà nham nhở thường là tổn thương ác tính. Thứ hai, cái hình ảnh tiêu xương nó sẽ có cái viền đặc xương. Các em chú ý, nếu vì đặc xương này nó dày á, thì chứng tỏ là đặc xương là một cái phản ứng trong viêm nha, thường gặp trong viêm, thì khi mà có viêm đặc xương nó dày thì chứng tỏ là thường nó là cái tổn thương tiêu xương, nó có thể là tiêu xương do viêm thôi, tổn thương viêm bình thường lành tính. Nhưng mà nếu như viêm đặc xương nó không dày á, nó mỏng thôi thì thường nó là một cái u lành. Mà còn viêm đặc xương á, mà không có viêm đặc xương luôn á, chứng tỏ cái tổn thương này nó diễn tiến nhanh, nó không có phản ứng đặc xương luôn á, thì nó thường là một cái u ác, u ác tính. Ví dụ các em nhìn cái hình ảnh này, em thấy không? Đây là cái xương gì, xương cánh tay này, cái này là xương vai này, đây là một cái hình ảnh khớp vai này. Các bạn sẽ thấy cái hình ảnh tiêu xương ở đây, thấy không? Tiêu xương ở đây, hình ảnh ra mất cấu trúc của cái xương xương cánh tay đi. Rồi theo các bạn thì cái hình tiêu xương này cái bờ của nó như thế nào? Thấy cái bờ của nó như thế nào các bạn? Bờ nó sao? Rõ không? Có đều không? Bờ đều không? Hay là bờ mờ nham nhở? Anh thấy cái nham nhở không? Bây giờ cái hình này các bạn sẽ thấy sao? Cái bờ nó đây, đây là cái bờ của cái hình tiêu xương này này, mắc cấu trúc xương này, nhưng cái bờ của nó sao, bờ này chính là cái bờ nó rõ ha, bờ nó rõ,
bờ rõ và đều, bờ mình thấy mình nó sẽ giống như bờ nó có thùy muối vậy đó. Còn cái bờ này nó không đều, nhăm nhở này, mình thấy nhăm nhở này. Mà mình thấy bờ này nó cũng không rõ nữa, mình không biết được cái chỗ nào là tổn thương hay chỗ nào lành tính. Chỗ này có thể này có thể đã tiêu xương nó đậm hơn so với chỗ này, thì đây là cái bờ này nó không rõ và nó cũng không có đều hay nhăm nhở. Thì đây mình sẽ nghĩ đến một cái hình ảnh tổn thương tiêu xương do ác tính hơn. Còn đây thì mình cứ nghĩ này nha, đấy có bờ nó rõ đều và ngoài ra là còn có viền đặc xương này màu trắng này này, nó mỏng mỏng này, thì mình thường nghĩ đây là một cái u, cho một cái u lành hơn. Rồi ở đây các thấy cái đầu của xương, chõm của xương đùi, đây là xương đùi này, hình ảnh này mình sẽ thấy có hình ảnh màu đen đen này này, thấy không, xương chõm này này cũng có thể hình đen đen hình tiêu xương, mất cấu trúc xương của xương đùi và xương chõm. Mà mình sẽ không thấy rõ được cái bờ của nó, mình không biết được vị trí nào là tổn thương lành tính, mình không biết được cái nào là cái xương bình thường, cái chỗ nào nó bắt đầu nó bị tiêu xương, thì có phân biệt nhưng mà cái bờ của nó sẽ không rõ. Thứ hai nó cũng không có viền đặc xương nữa, thì đây là mình thường nghĩ đến một cái tổn thương ác tính. Rồi ở xương sọ có một cái bệnh lý mà mình thấy có thể hình ảnh tiêu xương này, thấy những cái hình ảnh tròn tròn, lỗ tròn tròn này tiêu xương này. Đó. Đó, bình thường nó không có như vậy, không có cái hình ảnh này, mình thấy cái hình ảnh tiêu xương này như thế nào, cái bờ nó như thế nào, bờ này có rõ không, có đều không, hay là bờ mờ nhăm nhở. Mình thấy ranh giới này rất là rõ, phân biệt được giữa cái này cái vùng tiêu xương và cái vùng xương bình thường ha, đúng không, thì cái bờ này nó là bờ rõ đều, như vậy mình rõ đều thì lại nghĩ đến một cái tổn thương lành tính đúng không. Nhưng mà cái đặc điểm quan trọng ở đây là mình sẽ không thấy cái viền đặc xương, mình không có cái viền đặc xương, nó thẳng từ một một cái tổn thương bình thường qua tiêu xương ha. Như vậy không có viền đặc xương thì thường nghĩ đến một cái u ác hơn. Và trong bệnh lý Kale thì bệnh này nó cũng là bệnh ác tính đó. Mặc dù tổn thương nó có mờ rõ đều nhưng mà nó không có viền đặc xương, thì đây cũng là một cái hình ảnh ác tính. Rồi đây là ở cái xương cẳng chân, xương chày ha, mình sẽ thấy hình ảnh sao, hình ảnh tiêu xương ở thân xương này. Bờ này như thế nào, bờ này rõ đúng không, bờ rõ này và bờ nó cũng đều nữa, mà sao có viền đặc xương này, đây, trong trắng các em thấy xung quanh này, đây là cái viền đặc xương quanh cái tổn thương tiêu xương, nó rất là rộng, có viền đặc xương rất là dài. Như vậy đây là một cái tổn thương lành tính, thường gặp đó là viêm viêm xương tủy xương. Đây, mình nhớ lại đây là viêm xương, tương tự ở đây cũng vậy. Mình sẽ có cái hình ảnh cổ tiêu xương và ngoài ra có cái viền đặc xương này nè, viền đặc xương dài này. Rồi ngược lại với lại cái loãng xương là cái hình ảnh mình thấy mặt độ của xương nó giảm, thì đây là một cái hình bệnh lý, một cái thay đổi cấu trúc xương nữa, hình ảnh thay đổi cấu trúc xương nữa nhưng mà nó ngược lại với loãng xương, đó là đặc xương. Trong đó thì ta thấy mặt độ xương nó tăng, vỏ xương nó dày và các thớ xương sát nhau. Nguyên nhân của đặc xương cũng như là bên loãng xương thì nó có nguyên nhân khu trú và lan tỏa. À, trong nó lan tỏa có thể là bị xương hóa đá, còn khu trú thì thường là viêm u nó chấn thương. Đây hình ảnh mình thấy đặc xương thấy cái xương chậu luôn này, có thậm chí cả xương 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 đùi ha, xương cột sống luôn. À, mình thấy đây là đặc xương cái khu trú thôi, đây là đặc xương khu trú có thể do viêm xương. Rồi một cái nữa là thay đổi cấu trúc xương, ở đây là mình sẽ có cái phản ứng màng xương. Thì phản ứng màng xương là gì, mình biết cái màng xương á, bình thường mình sẽ không có thấy được đúng không, mình có nói lúc đầu rồi màng xương mình không có thấy được ở trên phim X-quang, nhưng mà trong một số trường hợp á, khi mà cái màng xương á, nó tăng sinh hoặc là nó dày lên á,
trong một số bệnh lý á, thì mình sẽ thấy được do nó là tạo thành những cái đường vôi hóa chạy song song với thăng xương. Như vậy này, như các em thấy đây. Thì thường trong các trường hợp u hoặc là viêm hoặc là chấn thương thì sẽ có cái phản ứng màng xương, xương nó tái tạo, nó sẽ tạo ra phản ứng màng xương. Còn nếu trong bệnh lý lành tính đó, thì mình sẽ thấy cái thân xương nó phì đại và dày vỏ xương. Đây là một số cái hình ảnh về các loại phản ứng màng xương. Ví dụ như ở đây mình họ người ta chia ra cho mình, đây là cái loại mà không có ác tính và loại này là loại ác tính. Loại không ác tính thì thường nó sẽ có đặc điểm là nó là cái hình đặc xương đó thôi, đặc xương ở vùng màng ngoại vi màng xương đó thôi, mình thấy hình đặc xương. Hoặc là nếu như nó sẽ có một cái đường sẵn song song với thăng xương đó thôi, chỉ có một đường thôi. Ngoài ra cũng có thể là hình đặc xương nhưng mà cái bờ nó nham nhở không đều. Ngoài ra cũng có thể đặc xương, hình đặc xương nhưng mà nó có cái vách ở phía trong. Còn đối ngược lại với cái hình lành tính thì có hình phản ứng màng xương ác tính, là những cái hình ví dụ như hình phản ứng màng xương nó tăng sinh nhiều, tạo thành những cái hình vẩy nhiều lớp, hình gọi là hình vỏ hành này, giống như vỏ hành phải lột nhiều lớp vỏ hành. Hoặc là những hình tua gai, hoặc là đây là hình ảnh người ta nói là hình ảnh tia mặt trời hoặc là đám cỏ cháy. Hoặc là cái hình đặc xương nhưng mà nó cũng bờ không đều nhưng mà nó xâm lấn vào phía bên trong nữa, chứ không phải chỉ phía ngoài này như ở hình đây. Rồi cái cuối cùng là cái rất là nổi tiếng là hình ảnh tam giác cốt mang. Hình đặc xương chỉ có hình ảnh tam giác cốt mang. Rồi bây giờ đây là người ta cho thấy bốn bốn cái hình ảnh phản ứng màng xương, nó theo thứ tự từ ít gọi là ít ác tính nhất cho đến ác tính nhất. Thì ở đây mình sẽ thấy cái phản ứng màng xương này như sao. Đây mình thấy này, thấy không? Cái đường thẳng song song chạy dọc với thăng xương này thường là lành tính thôi. Rồi cái thứ hai là cái dạng vỏ hành, là gồm nhiều đường thẳng song song chạy dọc với thăng xương. Đây là cũng một loại cũng không có lành tính lắm đâu. Cái thứ ba ác tính hơn thì đây là cái hình ảnh tia tia mặt trời mình thấy những hình ảnh tua gai tia mặt trời, nó không còn giữ được cấu trúc của cái màng xương, nó phải chạy song song với thân xương chứ đúng không? Ở đây là nó chạy vuông góc luôn, nó ác tính. Và cuối cùng là cái hình ảnh hình tam giác, em thấy hình ảnh phản ứng màng xương hình tam giác dạng tam giác cốt mang. Đây hình ảnh phản ứng màng xương tới đây thôi, nó không có đi xuống nữa. Tam giác ở đây là tam giác cốt mang. Đây là một trường hợp mà bệnh nhân bị osteosarcoma, ung thư xương. Còn đây là mình sẽ thấy cái hình ảnh phản ứng màng xương, phản ứng màng xương mà nó dạng sao, dạng nhiều lớp này song song với thân xương ha. Thì đây cũng là trong một cái bệnh nó cũng không có lành tính lắm. Đây dạng tia nắng mặt trời ha. Hình ảnh phản ứng màng xương nhưng mà có dạng tia nắng mặt trời hoặc là nó vuông góc với lại cái thân xương ha. Rồi một cái nữa là mình sẽ có cái mảnh xương chết hay là mảnh xương biệt lập, nó nằm trong vùng tiêu xương, nó có mật độ nó cao hơn xương lành và thường gặp ở trong bệnh viêm xương tủy. Ví dụ các em thấy ở đây có một vùng tiêu xương thôi, thì tự nhiên có một cái mảnh xương nó có mật độ nó cao hơn nằm trong đây. Đây đây thì đây là có thể nói là cái này là mảnh xương chết trong một cái ổ áp xe của bệnh viêm xương tủy. Rồi xong về phần thay đổi cấu trúc thì mình sẽ đến thay đổi hình dạng của xương, thì mình sẽ có ba loại. Thứ nhất là phì đại, xương thì thể tích xương tăng lên tập trong những cái trường hợp này. Ngược lại với phì đại xương thì là teo xương, xương bị mỏng lại. Và cái hình dạng nữa là cái xương nó bị cong, cong xương gây biến dạng rõ nhất ở các chi ha. Rồi các em về tự tìm hiểu thêm và tìm hiểu thêm hình ảnh. Rồi
Bây giờ qua cái tổn thương khớp. Mình sẽ nói về hẹp hơi khớp, rộng hơi khớp. Hình huyết xương và gai xương ha. Rồi mình biết khớp là gì? Khớp là cái nơi mà gọi là nơi gặp nhau giữa hai cái đầu xương đó. Mà nhờ cái khớp mà cơ thể mình mới có thể vận động được, đúng không? Có những cái cấu trúc, có những cấu trúc mà nó giữ được cái khớp, tạo nên cái khớp giúp cho xương nó vận động. Ví dụ như là gì? Cái sụn đầu xương, sụn chen, những cái dây chằng, dây chằng hoặc là gân cơ. Đây là gân cơ, đây là những dây chằng dọc trong, dọc ngoài gân cơ, gân cơ bánh chè đây. Đó. Rồi những cái bao khớp và bao hoạt dịch nó tạo ra khớp. Tổn thương đầu tiên là tổn thương thường gặp nhất là tổn thương hẹp hơi khớp. Khi mà cơ thể nó bị thoái hóa thì hoặc nó chịu lực nặng á, sau một giai đoạn thường là thoái hóa thì mình sẽ thấy hơi khớp nó bị hẹp lại. Và muốn đánh giá được hẹp hơi khớp thì mình phải chụp ở tư thế đứng, bệnh nhân đứng chứ không phải nằm mà đánh giá được đâu. Và nếu như mà hơi khớp hẹp nhẹ thì mình cần phải so sánh đối bên để tránh bỏ sót có bị hẹp cái khớp hay không. Mình cần chú ý phân biệt với hẹp khu trú và hẹp toàn bộ. Ví dụ đây là các em sẽ thấy hình ảnh một cái khe khớp đây, đây là khe khớp gối ha, bình thường, khe khớp gối này bình thường nha em. Còn đây là cái khe khớp gối ra sao? Em sẽ thấy nó bị hẹp rồi. Thực ra nó là gọi là mắt luôn ha, có thể nói là mắt luôn cái khe khớp này luôn. Và hẹp khu trú là mình chỉ thấy nó chỉ hẹp ở vị trí chịu lực của cơ thể thôi, còn phía ngoài này nó không bị chịu lực. Mình biết là cái xương mà xương chày thì nó được chịu lực, còn xương mát thì thường nó không chịu lực hơn. Cái phía trong thì là chịu lực cơ thể, còn phía ngoài này nó không có chịu trọng lực cơ thể. Hẹp khu trú thì thường gặp ở trong bệnh lý là thoái hóa khớp, đúng không? Rồi đây là cái hình ảnh mà hẹp cơ khớp, mình thấy phía ngoài nó cũng hẹp, cũng phía hẹp luôn ha. Đương nhiên phía trong nó vẫn nhiều hơn thôi, nhưng ở phía ngoài cũng có hẹp. Đây là một cái hình ảnh hẹp toàn bộ khe khớp thường gặp ở trong phim khớp. Rồi ngược lại với hẹp khe khớp thì là rộng khe khớp, thì cái này nó ít gặp hơn, thường gặp là khi bệnh nhân bị tràn dịch khớp gối ha, tràn dịch khớp hoặc là bị tắc khớp thì mình sẽ thấy cái rộng cái khe khớp. Rồi một cái tổn thương khớp nữa là cái gai xương. Mình sẽ có là khi mà cái bao khớp nó có những cấu trúc bao khớp nó bị vôi hóa, canxi nó đóng vôi này ở vị trí bao khớp hoặc là các gân á, nó bám vào xương á, nó vôi hóa lên á, thì nó sẽ tạo hình ảnh như một cái gai xương. Và khi có gai xương á thì mình có thể chẩn đoán là đó là bị khớp nó bị thoái hóa rồi. Các bạn cần phân biệt giữa gai xương với cầu xương. Cầu xương thường gặp trong cái bệnh lý viêm dính khớp cột sống. Đây mình sẽ có cái hình ảnh đầu tiên này, rồi X quang cột sống thắt lưng này, này. Đây là bình thường nhé, mình sẽ không thấy cái gai xương nào hết. Hình thứ hai mình sẽ thấy sao? Cái thằng đốt sống này có những cái hình mỏ nhọn như mỏ chim này nè. Thấy không? Thì đây là những cái gai xương nó mọc ra do đóng vôi và các dây chằng. Đó là cái cấu trúc bao khớp. Rồi tiếp tục, đây cũng là cái sao? Đây là cũng có hình nhọn ra do cái gai xương. Đây là hình ảnh gai xương của các khớp. Và cuối cùng mình sẽ thấy này. Cái gai xương này mình thấy là nó cảm giác như nó nối giữa cái hai cái xương đốt sống lại với nhau, đúng không? Ở đây mình cũng thấy là cái sao, đây là cái xương đốt sống này, thân đốt sống này, thấy cảm giác như nó nối lại với nhau, nhưng mà đây không phải là cái gai xương ha. Mình thấy nó nối, đây là cái cầu xương, gọi là cái cầu xương.
nó gây ra cái cột sống nó dính lại với nhau, thì đây là thường gặp trong cái bệnh lý viêm cột sống dính khớp. Đây là cái cầu xương, còn cái này mới là gai xương, gai xương gặp trong thoái hóa khớp. Rồi mình nghỉ giải lao 10 phút nha mấy em. Rồi, khoảng 9 giờ mình vào lại nha.